Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Row 1 Entry. Thì hiện tại dự án này đang IEO trên sàn Layer Token nha các bạn. Thì con token này chắc chắn là sẽ list sàn, sau này thì chắc chắn sẽ list sàn trên Layer Token rồi. Nên các bạn cứ yên tâm mà làm nhé. Thì hiện tại dự án này nó đang có chương trình là ở Row 3 rồi nha các bạn. Thì khoảng 2 tháng trước thì mình có giới mình gửi tới các bạn ở Row 2 và Row 1. Thì bạn nào chưa làm Row 2 thì có thể vào link phía dưới làm lại Row 2 nhé. Và hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn ở Row 3 luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ở Row 3. Thì ở Row 3 này thì nó sẽ trong tay là 55 token RW. RWN tương đương là khoảng là 27 USD các bạn. Thì để tham gia vào dự án thì đầu tiên các bạn vào link dưới phần mô tả, các bạn đăng ký một tài khoản trên trang web giúp mình nhé. Và thông báo cho các bạn luôn là token sau này nó sẽ phân phối về web cho các bạn luôn nhé. Thì ở trang web này bạn nào ở làm ở Row 1 và Row 2 rồi thì các bạn không cần đăng ký lại đâu. Còn bạn nào chưa làm ở Row 1 và Row 2 thì bắt buộc các bạn phải đăng ký một tài khoản trên trang web của nó nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký. Đầu tiên thì các bạn vào link dưới phần mô tả, cái link đầu tiên các bạn tiến hành điền lại thông tin đăng ký như sau. Ở đây thì mình đã đăng ký rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký lại thôi. Hướng dẫn cho các bạn nào chưa làm dự án này thôi nhé. Thì đầu tiên enter name thì các bạn điền lại họ và tên của các bạn. Sau đó là các bạn điền lại địa chỉ email của các bạn nhé. Password thì các bạn điền lại password. Các bạn điền lại password và sau đó là các bạn nhập lại password. Sau đó thì các bạn tích vào cái ô đồng ý với điều khoản với trang web. Sau đó các bạn ấn vào nút sign up giúp mình nhé. Sau khi các bạn ấn vào nút sign up xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Thì dự án này nó trang web này nó bắt buộc chúng ta là cài bản mật 2FA nha các bạn. Thì sau khi bạn nút sign up xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Đầu tiên thì các bạn copy lại cái dòng bảo mật này, cái địa chỉ bảo mật này các bạn. Các bạn copy lại hết cái dòng này. Và yêu cầu là các bạn trên máy các bạn phải tải cái ứng dụng Google Authy về nhé, Authenticator này, để chúng ta cài bảo mật 2FA nhé. Thì sau khi các bạn copy lại hết xong cái dòng này thì các bạn quay trở lại ứng dụng bảo mật 2FA, các bạn ấn vào dấu cộng nè. Các bạn chọn quét mã vạch. Quét mã vạch là các bạn bật ứng dụng lên là các bạn quét mã vạch đây nè cũng được, hoặc là các bạn copy lại cái dòng bảo mật này nè, các ký tự bảo mật này nè. Sau khi các bạn copy xong thì các bạn ấn vào chỗ nhập thủ công nè. Sau đó thì các bạn nhập cái từ khóa bảo mật đó vào đây. Ví dụ ở đây là mình FEF thì các bạn dán vào đây. Các bạn dán hết dòng đó vào đây nhé. Còn ở trên chỗ tài khoản này nè thì các bạn ghi là Row 1 để sau này cho dễ nhớ nhé. Dự án Row 1 cũng được. Đấy, các bạn ghi như thế này. Thì sau khi các bạn nhập lại xong thì các bạn ấn vào dấu tích này nè. Là xong nhé, bạn ấn dấu tích này xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì nó sẽ hiện ra các bạn, thì nó hiện ra dưới đây là dự án, cái tên là dự án Row 1, còn đây là cái mã số bảo mật. Các bạn lưu ý là cái số bảo mật này nó có trong vòng 1 phút thôi nhé, là nó sẽ nhảy qua số khác nhé. Sau khi các bạn xong thì các bạn copy lại cái dòng này nè. Các bạn nhấp vô là tự copy số lại nè. Sau đó các bạn paste vào đây, paste vào phần dưới là enter the code nè, là 6 chữ số trên ứng dụng Authy á. Các bạn dán vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nút submit. Sau khi các bạn ấn vào nút submit xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Nó sẽ vào phần dashboard cho các bạn trên trang chủ luôn. Thì điều kiện đầu tiên các bạn là ấn vào nút create để chúng ta tiến hành tạo một cái quỹ nhé. Và đây cái dự án này là nó có quỹ riêng nha các bạn, trên một nền tảng có mainnet riêng. Dự án này cũng khá là tiềm năng các bạn. Các bạn ấn vào nút create wallet này. Sau khi các bạn ấn nút create wallet xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Các bạn tiếp tục ấn vào create new wallet. Sau khi các bạn ấn nút create new wallet xong thì sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì nó sẽ hiện ra một chuỗi bảo mật 12 ký tự nha các bạn. 12 ký tự đặc biệt. Cái chuỗi này nè các bạn nhớ là cái lưu lại cái chuỗi này để sau này có thể bắt đắp lại quý nhé. Thì sau đó thì các bạn copy lại hết cái chuỗi này. Các bạn ấn vào chỗ biểu tượng copy này, cái chữ copy này, các bạn copy lại. Sau đó các bạn dán vào đó, các bạn lưu vào Messenger là ghi chú gì đó.
bạn lưu lại cái chuỗi mặt này để sau này để trường hợp thì mình bắt đắp lại quý cho dễ nha các bạn. Mắc cái chuỗi này là không thể bắt đắp lại quý được đâu. Sau khi các bạn copy xong thì các bạn tích vào cái điều khoản của nó. Tiếp theo thì các bạn ấn vào chữ next. Sau khi các bạn ấn vào next xong thì nó yêu cầu chúng ta là dán lại cái chuỗi 12 ký tự đó vào ô đây. Thì các bạn dán cái chuỗi đó vào 12, dán chuỗi 12 ký tự đó vào ô đây, sau đó các bạn ấn vào continue. Sau khi các bạn vào continue xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ quý cho các bạn luôn. Thì lúc đó là các bạn đã thành công đăng ký một tài khoản trên trang web nhé. Và sau khi các bạn đăng ký thành công một tài khoản trên trang web xong, thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả nhé. Ở đây mỗi lần đăng nhập thì mình bắt buộc phải mình phải vào Google thi này, mình copy 6 cái số này lại nha các bạn. Sau các bạn dán vào đây thì các bạn mới đăng nhập được. Đây là trang chủ của đáng đấy. Sau khi các bạn ấy xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ quý cho các bạn ở trên đây luôn, và các bạn có thể send và nhận token nhé. Và tiếp theo, sau khi các bạn đăng ký thành công một tài khoản trên trang web xong thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả, cái link các bạn mở con bot ra nhé. Trên bot thì các bạn ấn nút start để chat với bot, sau đó các bạn cộng hai số này lại, sau đó các bạn điền gửi cho bot nhé. 614 thì hầu như các nhiệm vụ này là chúng ta đã làm từ ở row 1 và row 2 hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại thôi ha các bạn. Thì các nhiệm vụ này thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm là các bạn join vào kênh Telegram group trước nhé. Join vào các kênh Telegram trước nhé. Chúng ta join vào kênh Telegram group và channel trước nè. Ở đây mình đã join từ trước ở row 1 và row 2 rồi. Sau khi các bạn join xong thì tiếp tục chúng ta ấn vào kênh join vào kênh channel. Kênh channel mình cũng join luôn rồi. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống đây. Còn cái một join vào Telegram với cái kênh liên kết với của nó này, của dự án này, cái kênh liên kết trên Telegram này, các bạn vào đây. Chúng ta tiến hành join. Kênh liên kết với dự án là kênh iRub Detect nha các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta tiến hành làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter và chia sẻ lại bài viết. Chúng ta ấn vào đây. Trên Twitter thì các bạn tiến hành ấn vào theo dõi. Sau đó các bạn like và chia sẻ lại bài viết đại game nhé. Cái bài viết ở râu bè của nó đăng này các bạn. Chúng ta like. Sau đó các bạn ấn vào chỗ chia sẻ nè. Chúng ta ấn vào tweet lại. Sau các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ thứ tư. Nhiệm vụ thứ tư thì nó yêu cầu chúng ta là đăng ký một tài khoản trên web. Thì đăng ký một tài khoản trên trang web thì mình vừa hướng dẫn các bạn đăng ký rồi, cho nên các bạn không cần đăng ký lại nhé. Thì nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ thứ năm là chúng ta là follow Facebook. Trên Facebook thì mình cũng đã theo dõi rồi. Các bạn trên Facebook thì các bạn tiến hành theo dõi và đã thích các bạn like và theo dõi nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow kênh mạng xã hội Lindai. Nhiệm vụ cũng khá đơn giản thôi các bạn, chỉ là follow với chia sẻ thôi. Trên Lindai thì các bạn tiến hành ấn vào chỗ follow nhé. Sau đó chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow kênh mạng xã hội Medium. Chúng ta ấn vào đây. Trên Medium thì các bạn tiến hành ấn vào chữ follow. Sau khi follow xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow kênh mạng xã hội Reddit. Trên Reddit thì các bạn tiến hành ấn vào chữ follow join nha các bạn. Các bạn ấn vào follow. Sau đó chúng ta quay trở lại bot. Nhiệm vụ tiếp theo là cái nhiệm vụ subscribe kênh YouTube thì từ từ mình sẽ tí nữa mình sẽ làm sau nha các bạn. Thì hiện tại thì mình sợ là nó
nó yêu cầu điền lại cái link mình chia sẻ bài viết á, cho nên là cả hai cái ứng dụng YouTube này mình sẽ làm sau. Thì nhiệm vụ cuối cùng chúng ta làm, nhiệm vụ cuối cùng là follow kênh liên kết với dự án này trên từ Twitter và retweet lại bên blog này. Chúng ta vào đây follow advertiser này, Twitter này, chúng ta vào đây, chúng ta tiến hành like và chia sẻ lại bài viết đã ghim của nó, của dự án trên từ Twitter. Chúng ta tiến hành ấn vào theo dõi, follow cái kênh Twitter liên kết với dự án, sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn tìm bài viết ở row 3 14 giờ, lúc nó đang lúc 14 giờ này nha các bạn, ở phần là tutorial 55RWN này, thì các bạn like và chia sẻ lại, các bạn ấn vào chia sẻ lại, chúng ta ấn vào tự bích lại, sau đó chúng ta quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút submit detail. Sau khi bạn ấn vào nút submit detail xong thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại email address, cái email mà bạn đăng ký ở trên trang web của nó nhé, trên website của nó, thì chúng ta điền lại email. Thì cái email này thì sau này token nó sẽ phân phối theo địa chỉ email này luôn cho các bạn nhé, nó phân phối về trang web cho các bạn theo địa chỉ email mà các bạn đã nhập, mà các bạn đã đăng ký trên trang web của nó. Sau khi các bạn nhập lại email xong thì chúng ta tiến hành gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Twitter. Username Twitter thì các bạn vào Twitter, các bạn ấn vào tường nhà, chúng ta chọn avatar, chúng ta copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo là nó yêu cầu là chúng ta điền lại link profile Facebook. Link profile Facebook thì các bạn vào Facebook, các bạn vào trang cá nhân của các bạn, các bạn chọn dấu ba chấm, sau đó các bạn chọn vào sao chép liên kết vào trang cá nhân, sau đó chúng ta tiến hành sao chép lại cái link profile Facebook của các bạn lại, sau đó chúng ta quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Facebook của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo là nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile kênh mạng xã hội LinkedIn. Link profile LinkedIn của các bạn nhé. Thì lấy được link profile của mạng xã hội LinkedIn thì các bạn vào mạng xã hội LinkedIn. Trên LinkedIn thì các bạn chọn avatar LinkedIn. Sau các bạn kéo xuống đây, các bạn copy lại hết cái link profile này của các bạn nhé. Chúng ta copy lại hết cái dòng này. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile LinkedIn của các bạn vào đây và gửi cho bot. Và tiếp theo thì yêu cầu chúng ta điền lại link profile Medium. Link profile Medium thì các bạn vào Medium. Trên Medium thì các bạn chọn avatar, chúng ta chọn một profile, sau đó các bạn copy lại cái link profile Medium của các bạn nhé, chúng ta tiến hành sao chép, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Medium của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile kênh mạng xã hội Reddit, thì các bạn vào mạng xã hội Reddit, chúng ta chọn dấu ba gạch này, chúng ta chọn tên của chúng ta, chúng ta chọn ở đây, chọn tên của chúng ta, sau đó các bạn copy lại cái link profile Reddit của các bạn nhé, chúng ta tiến hành sao chép lại, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile cái mạng xã hội Reddit của các bạn vào đây và gửi cho bot. Đây, nhiệm vụ tiếp theo là subscribe đăng ký kênh YouTube này các bạn. Thì nhiệm vụ này thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile. Leave link submit your
profiling for xem. Thì link pro kênh, thì link profile kênh, link YouTube của các bạn, thì các bạn vào YouTube nhé. Trên YouTube thì các bạn chọn avatar, các bạn tiến hành chọn kênh của bạn, sau đó các bạn chọn dấu ba chấm này nè, sau đó các bạn ấn vào chia sẻ. Tiếp tục chúng ta chọn vào chỗ sao chép đường dẫn, chúng ta sao chép lại cái link kênh link profile kênh YouTube của các bạn. Sau đó chúng ta quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile kênh YouTube của các bạn vào đây và gửi cho bot. Đây cái nhiệm vụ này đã yêu cầu chúng ta điền lại cái bài viết chia sẻ kênh YouTube nè các bạn ạ. Thì ở nhiệm vụ này thì các bạn kéo lên lại cái nhiệm vụ này nhé. Còn hai cái nhiệm vụ này mình chưa làm nè, chúng ta chưa làm nè. Nhiệm vụ subscribe to your YouTube nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì các bạn ấn vào nhiệm vụ thứ 9 nhé. Chúng ta tiến hành subscribe kênh YouTube, like và share một bài video của nó. Chúng ta ấn vào đây. Trên YouTube thì các bạn tiến hành đăng ký của kênh Rowan Henry Blockchain nhé các bạn. Sau đó các bạn ấn vào cái bài viết đầu tiên này, bài viết từ 4 tháng trước này. Rowan Energy blockchain is changing the way households buy and sell their energy. Sau đó các bạn tiến hành chia sẻ. Using blockchain technology, we have built a series of. Các bạn chia sẻ video, các bạn like và chia sẻ video. Have you ever heard of an energy company that gives its customers reward? Rowan Energy blockchain is changing the way households buy and sell their energy. Using blockchain technology, we have built a series of applications that enable owners of rooftop solar to sell their energy to other customers peer-to-peer, bringing them much higher returns for their solar investment. Not only that, those customers using our platform and dashboard will be able to see where their energy is coming from and how it's being generated in real time, reassuring customers that their energy is truly green and generated locally. Our blockchain is also community supported with customers validating transaction in return for reward tokens that can be chia sẻ lên từ Twitter luôn đi. Trên từ Twitter thì các bạn ấn vào nút dấu cộng này, dấu cộng cái hình là lá cánh chim này, màu xanh xanh này, cái tích màu xanh xanh này, bạn vào đây này. Thì sau đó các bạn đăng lại cái bài post, các bạn dán cái link cái video đó vào đây, sau đó các bạn ấn vào từ tweet lại, bạn từ tweet, sau đó chúng ta ấn vào tường nhà, chúng ta chọn một hồ sơ. Các bạn chọn cách từ tweet về để trả lời. Sau đó các bạn sao chép lại cái link bài viết bạn chia sẻ video trên kênh YouTube của nó nhé. Thì để sao chép được link bài viết thì bạn ấn vào dấu mũi tên lên này. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết đến từ tweet. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Và gửi cho bot. Hoặc là các bạn có thể trên YouTube, trên cái video này thì các bạn chia sẻ lên Facebook nha các bạn. Các bạn có thể ấn vào chữ thêm này, sau đó các bạn ấn vào chỗ Facebook này thì nó chỉ chia sẻ lên Facebook. Sau đó các bạn vào trang cá nhân Facebook của các bạn sao chép lại cái link bài viết đó. Các bạn quay trở lại post, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây là xong thôi. Thì tiếp theo thì nó hỏi yêu cầu chúng ta là đã subscribe kênh Avenue chưa, thì chúng ta chọn yes nhé. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái video thứ hai mình chia sẻ. Video thứ hai thì các bạn kéo lên lại cái nhiệm vụ thứ 10 này. Cái nhiệm vụ thứ 10 là chúng ta đăng ký kênh YouTube mà cái kênh YouTube liên kết với dự án nhé. Cái nhiệm vụ thứ 10 này nè, chúng ta ấn vào đây. Cái kênh liên kết của nó là Arab Detect nha các bạn. Các bạn tiến hành đăng ký nè. Sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn kéo xuống đây, các bạn tìm cái bài viết đây, cái bài viết Rowan Energy Unwrap này, new row này là row 3 nha các bạn. Các bạn chọn bài viết này nè, sau đó các bạn tiến hành like. Tiếp theo thì các bạn ấn vào chia sẻ, các bạn ấn vào thêm, các bạn chia sẻ lên Facebook hoặc là từ Twitter cũng được nha. Các bạn chia sẻ lên Facebook thì các bạn ấn chọn Facebook này, các bạn chia sẻ lên Facebook. Ở đây thì mình sẽ sao chép lại cái link video này, mình chia sẻ lên từ Twitter như video hồi nãy thôi. Trên
từ Twitter thì các bạn ấn vào chỗ dấu cộng ở dưới, sau đó các bạn bắt cái link video đó vào đây, bạn ấn vào tweet lại. Thì sau đó thì các bạn copy lại link bài cái video bạn vừa chia sẻ nhé, trên Twitter này. Thì các bạn ấn vào chỗ dấu mũi tên lên này. Chúng ta tiến hành ấn vào sao chép liên kết đến tweet này. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Thì tiếp theo nó hỏi chúng ta là đã join vào cái kênh Telegram, kênh liên kết với dự án chưa, thì chúng ta chọn yes nhé. Nó hỏi chúng ta đã follow và để tích lại cái bài viết chưa, thì chúng ta chọn yes luôn nhé. Thì tiếp theo thì nó hướng dẫn cho chúng ta là đăng ký trên trang web thôi. Sau đó thì mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký trên trang web rồi, thì các bạn ấn vào continue luôn nhé. Chúng ta tiếp tục ấn vào continue. Thì sau đó là thì các bạn có thể join vào cái kênh này. Để các bạn muốn hỏi thì cái kênh này, kênh Telegram, cái group này, thì các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể lên đây hỏi, các bạn để người ta trả lời thôi nhé. Bạn join cũng được mà không join cũng không sao đâu. Ở đây thì mình đã join rồi. Thì các bạn ấn vào đây các bạn tiến hành join thôi. Sau khi các bạn join xong thì các bạn ấn vào com blitz thờ anh Rob. Sau khi các bạn vào com blitz xong thì nó sẽ hiện ra giao diện thế này, nó sẽ hiện ra một cái link red cho các bạn. Các bạn có thể lấy link red này đi tiến thời bạn bì để nhận thêm token nhé. Một lượt refer là chúng ta nhận thêm 6 token RWM. Thì các bạn vào phần wallet để check số token chúng ta kiếm được, để kiểm tra số token mà chúng ta kiếm được. Ở dáng này thì ở row này nó sẽ cho chúng ta là 55 token RWN. Và RWN thì tương đương là 25 đô nha các bạn. 55 token là tương đương là gần 25 đô. Và 6 token là tương đương là 207 đô. Và giá price hiện tại của nó là 0.45 đô trên 1 token. Như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 55 token RWN từ dự án Row One Energy. Blockchain đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.